Alo thầy, xin chào các em. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục qua bên cái phần 3 của cái bài số 5. Thì hôm trước bên cái phần 2 đó thì thầy trò chúng ta đã nghiên cứu về vận tốc. Bữa nay qua cái phần 3 đó thì thầy sẽ phân tích cho các em cái trường hợp mà một vật nó tham gia vào hai cái quá trình chuyển động. Thì nói ví dụ như là một chiếc cano nó chạy trên một cái dòng sông, thì cái dòng sông này nước đang chảy, thì khi mà chiếc cano nó chạy xuôi dòng sông á thì cái vận tốc của cano á được cộng thêm cái vận tốc của dòng nước. Ngược lại, khi mà chiếc cano mà nó chạy ngược ngược cái dòng chảy của dòng sông á thì cái vận tốc thực sự của cano đó thì nó phải lấy cái vận tốc của cano trừ đi vận tốc của dòng nước. Cái đó gọi là tổng hợp vận tốc. Nghe thì nó cũng khá là đơn giản dễ dàng, nhưng mà thực sự ra thì nó có nhiều cái bài toán trong cái phần tổng hợp vận tốc của chuyển động này á, thì nó có nhiều bài nó cũng rất là phức tạp. Thì trong các cái video, trong các cái bài giảng sắp tới này đó thì thầy sẽ nói rõ. Hoặc là một cái bài toán kinh điển trong cái phần cộng vận tốc này, hay là tổng hợp vận tốc này nè, thì ví dụ như là trên một cái toa tàu đang chạy, thấy không, trên một cái toa tàu đang chạy thì có một người họ đi từ dưới 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 đuôi tàu lên trên đầu tàu, hoặc là họ đi từ đầu tàu cho tới cuối tàu. Như vậy thì hỏi rằng cái vận tốc của cái người đi đó đối với chiếc tàu là bao nhiêu, và vận tốc người đi đó đối với cái mặt đất là bao nhiêu. Đấy. Thì cái phần lý thuyết á, thì nó rất là đơn giản, đó là cái công thức tổng hợp vận tốc như sau. Phương pháp chung nha, phương pháp chung. Công thức tổng hợp vận tốc. Cái tắt nha, công thức tổng hợp vận tốc thì V13 bằng V12 cộng với V23. Các em cứ biết rồi sau đó thầy sẽ giải thích tại sao nó có công thức này. Thì để mà đi vào luôn trong cái phần lý thuyết này, hiểu một cách cặn kẽ đó, thì các em cùng thầy phân tích một cái bài toán có cái đề như sau. Đây là trường hợp hai cái một cái vật mà nó tham gia đồng từ hai chuyển động nhưng mà cùng phương cùng chiều. Thì ghi là dạng một. Dạng một, một vật tham gia đồng thời hai chuyển động cùng phương cùng chiều. Thì cho một cái thí dụ là một 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 vật tham gia đồng thời hai cái chuyển động cùng phương cùng chiều như sau. Ví dụ trên một toa tàu đang chạy, trên một toa tàu đang chạy với vận tốc là 10 mét trên giây, với vận tốc là 10 mét trên giây so với mặt đường, so với mặt đường. Một hành khách đi về phía đầu tàu, một hành khách thì cái tắt nha, đi về phía đầu tàu, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc là 1 m/s so với mặt sàn tàu so với mặt sàn tàu. Câu hỏi:
Hành khách này tham gia vào mấy chuyển động? Hành khách tham gia vào mấy chuyển động? Hành khách này tham gia mấy chuyển động? Câu B, xác định vận tốc của hành khách. Xác định vận tốc của hành khách đối với mặt đường. Rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình phác họa cái bài toán này như sau. Ở đây thầy chỉ vẽ cái phần chính thôi nha. Ví dụ như đây là cái sàn tàu, cái sàn của cái toa tàu đó. Thì bây giờ mình chỉ vẽ một cái mặt phẳng như vậy thôi. À, cái bánh xe. Đây là cái đường ray. Cái đường ray. Và cái toa tàu này á, nó đang chạy về phía này. Toa tàu này nó đang chạy về phía này, nó chạy về từ trái sang phải. Thì có một cái hành khách họ đi từ, cũng họ đi từ trái sang phải, tức là họ đi về phía đầu tàu, thấy không? Thì như vậy á, thì cái câu hỏi đặt ra là cái người này nè, họ tham gia vào mấy cái chuyển động. Và cái câu hỏi thứ hai là vận tốc của cái người này nè đối với mặt đường. Như vậy thì để giải cái một cái bài toán thuộc cái dạng này á, thì chúng ta đặt các cái hệ quy chiếu như sau. Cái thứ nhất này á, là cái người đi này nè, các em đặt là số 1. Cái toa tàu, cái sàn tàu đó các em đặt là số 2. Và số 3 là mặt đường. Như vậy thì cái số 3 là mặt đường, đó là nó cố định nha. Còn cái sàn tàu này di chuyển, người này cũng di chuyển. Đấy, người cũng di chuyển trên sàn tàu, rồi cái sàn tàu cũng di chuyển luôn. Chỉ có cái mặt đất, mặt đường này là số 3 này là cố định. Như vậy thì cái vận tốc V13 là gì? V13 đó thầy ghi dấu qua bên này nha. V13 này có phải là vận tốc của người đối với tàu không, của người đối với lại mặt đất hay là đối với mặt đường đó? Vận tốc của người so với mặt đường. Rồi V12, các em biết là một là người mà hai là cái sàn tàu, như vậy là V12 là vận tốc của người so với sàn tàu. Vận tốc của người so với sàn tàu, cái vận tốc này chính là 1 m/s đây, chính là 1 m/s. Và V23, 2 là cái sàn tàu mà 3 là mặt đường. Như vậy thì V23 đó là vận tốc của tàu so với mặt đường. Thì ở đây á, người ta thường hay gọi như thế này, mà các em nhớ như thế này nó cũng hay. Tức là V13 này người ta gọi là vận tốc tuyệt đối, tức là vận tốc của người so với mặt đường, gọi là vận tốc tuyệt đối. V12 này nè là vận tốc của người so với cái sàn tàu, thì cái đây người ta gọi là vận tốc tương đối. Vận tốc tương đối tức là cái người cũng di chuyển mà cái sàn tàu nó cũng di chuyển. Còn vận tốc V23 này á, gọi là vận tốc kéo theo. Vận tốc kéo theo tức là V23 này là vận tốc kéo theo. Như vậy thì vận tốc tuyệt đối là bằng vận tốc tương đối cộng với vận tốc kéo theo. Hoặc là đơn giản các em ghi là V13 bằng V12 cộng cho V23. Thì một á, là cái nhân vật chính mà mình khảo sát, tức là người di chuyển. Sàn tàu là cái số 2 cũng đang di chuyển. Và cái số 3 là cái vật cố định, đó là mặt đất. Thì như vậy thì thấy rõ ràng rằng cái người này nè, họ đi từ cuối tàu cho tới về phía đầu tàu,
À, ở đây thì các em nhớ là vận tốc, như các bài trước thầy đã nói là vận tốc là một đại lượng vectơ. Thành thử ra các em nhớ là chọn cái chiều này là chiều dương nha. Cái chiều dương, chiều âm, chiều nào thì cái đó là tùy mình chọn thôi. Nhưng mà ở đây mình chọn cái chiều dương theo cái chiều mà cái đoàn tàu nó chạy, thì cái bài toán nó sẽ trở nên đơn giản. Đấy, thì các anh thấy rằng cái người này nè, họ đi từ cuối tàu mà lên tới cái đầu tàu. Như vậy thì là họ di chuyển, họ tham gia cái di chuyển là đối với sàn tàu. Rồi cái người này cũng bị cái sàn tàu này đưa lên, bởi vì sàn tàu di chuyển thì người nó mang người di chuyển theo luôn. Đấy, như vậy thì người này tham gia vào hai chuyển động, là chuyển động của họ đi bộ trên sàn tàu và chuyển động của sàn tàu so với mặt đường. Đấy, như vậy thì mình có thể xác định là người này tham gia vào hai chuyển động. Thầy chỉ ghi như vậy thôi. À, các em nghe thầy giảng rồi em hiểu rồi. Đấy, bây giờ ta sang cái phần thứ hai là xác định vận tốc của cái hành khách đó đối với mặt đường, chính là V1, 1, 3. Thì các em áp dụng công thức là V1, 3 bằng V1, 2 cộng cho V2, 2, 3. Thì ta có là V1, 3 bằng V1, 2 cộng cho V2, 3. Thì ở đây nhìn hình vẽ các em thấy như thế này nè. V2, 3 đó là cái vận tốc của cái sàn tàu, vận tốc của sàn tàu so với mặt đất, đó là V23, bởi vì sàn tàu là số 2, mặt đất là số 3. Như vậy là V23 là vận tốc của cái sàn tàu so với mặt đất, V23. Thì các em thấy rằng V23 thì nó cùng phương, cùng chiều với lại cái chiều mà mình chọn. Rồi, bây giờ V23 là như vậy rồi, còn V12 là cái vận tốc của người so với sàn tàu. Thì các em thấy rằng cái mũi tên này nè, nó chỉ cái hướng của cái người đi mà cũng theo cái chiều mình chọn. Như vậy thì các em thấy rằng ở đây đó là V12 nó cùng phương, cùng chiều luôn với lại V23. Đúng không? Mà cái nguyên tắc tắc cộng vectơ thì hai vectơ cùng phương cùng chiều á, thì cái cộng vectơ cũng bằng cộng cái số vô hướng thôi. Như vậy cho nên mình có là V13. Xin lỗi. V13 là bằng V12 cộng với V223. Bởi vì V12 và V23 cùng phương cùng chiều. À, V12 là bao nhiêu? V12 tức là vận tốc của người so với sàn tàu là 1 m trên giây. V23 là vận tốc của sàn tàu, cái vận tốc của tàu so với mặt đất là 10 m trên giây. Thì ghi là 10. Như vậy thì là thật có là 11 m trên giây. 11 m trên giây, V13. À, các em lưu ý là cái 11 m trên giây này chính là cái độ lớn của vận tốc của người, của hành khách đó so với mặt đất. Đấy, nhớ là như vậy nha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã giải quyết xong cái ví dụ này. Và thông qua cái ví dụ này, các em thấy rằng cái công thức cơ bản của nó là V13 bằng V12 cộng với V23. Thì các em đã rõ. Bây giờ giả sử như là cũng cái bài toán này, nhưng mà thay vì cái hành khách này á, là đi từ cuối tàu về phía bên cái đầu tàu, bây giờ họ đi ngược lại, họ đi từ đầu tới cuối, thì ta giải quyết bài toán như thế nào? Thấy không? Các em theo dõi. Cái trường hợp thứ hai mà thầy đưa ra đây đó là cái trường hợp mà cái người này họ đi từ đầu tàu cho tới cuối tàu, tức là đi cái sàn tàu đó nhưng mà họ đi về phía ngược lại. Ở đây họ đi như thế này, họ đi về ngược lại như thế này, và dĩ nhiên người vẫn là số 1, hay sàn tàu là số 2, mặt đất là số 3. Bây giờ câu C. Trường hợp hành khách đi ngược lại về phía đuôi tàu, ha,
thì cái vận tốc của hành khách so với mặt đường, vận tốc của hành khách so với mặt đường. Cũng là V1, cũng là V13. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp này là trường hợp mà cái người hành khách đó họ đi từ đầu cái sàn tàu này mà tới tới cuối cái sàn tàu, tức là họ đi ngược lại chiều dương. Như vậy thì chúng ta vẫn áp dụng là V13 bằng V12 cộng V23. Tức là cái công thức tổng quát này nè vẫn áp dụng được. V13 bằng V12 cộng với V23. Thì nhìn cái hình vẽ này các em thấy rõ ràng á, là cái sàn tàu nó di chuyển theo cái chiều dương mình chọn, cùng phương cùng chiều với cái phương chiều mình chọn. Nhưng cái người này nè, cái hành khách này nè, họ cũng cùng phương với cái phương mình chọn, nhưng mà là họ lại ngược chiều. Do đó các em có thể ghi là V12 cùng phương với V23, đúng không? Nhưng mà ngược chiều, một thằng đi tới một thằng đi lui. Đấy. Mà khi mà hai vector mà cùng phương mà ngược chiều á, thì khi cộng lại thì mình lại trừ, hiểu chưa? Mình lại trừ. À, rồi mình lấy cái giá trị tuyệt đối của nó thôi. Như vậy thì V13 nó sẽ bằng V12 trừ cho V23, đúng không em? Thì các em có thể là viết hai cách, có thể là viết vào là V23 trừ cho V12 cũng được, mà các em có thể là lấy cái giá trị tuyệt đối của nó cũng được, không sao cả. À, ví dụ như bây giờ thầy lấy V như thế này thì V12 tức là vận tốc của người so với sàn tàu thì là 1 m trên giây, còn vận tốc V23 là vận tốc của cái sàn tàu so với mặt đường, thì như vậy thì ở đây nó là bằng 10. Thì các em thấy là 1 trừ 10 thì còn trừ 9, nhưng mà đó vẫn là 9 mét trên giây. Bởi vì ở đây mình lấy cái giá trị tuyệt đối. Cho nên bây giờ cái là V13 này là bằng 9 mét trên giây. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vận tốc của người, của cái hành khách đó đó so với mặt đất là 9 mét trên giây. Hiểu chưa? Đó. Còn cái hướng là hướng của gì? Hướng là hướng của thuận theo hướng dương, thuận theo hướng dương, hay là thuận theo chiều dương. Thì ở đây các em thấy rằng cái bài toán này á, chủ yếu là thầy muốn cho làm sáng tỏ cái công thức tổng quát thôi. À, cái công thức tổng quát là V12 bằng V13, V13 bằng V12 cộng cho V23. À, một là cái gì, hai là cái gì, ba là cái gì. Cái thứ hai nữa là các em cần phải lưu ý như thế này, bởi vì vận tốc là một đơn vị vector, một đại lượng vector, cho nên các em chú ý là phải chọn cái phương, cái chiều, nếu mà không có cái đó là sẽ sai đó nha. Rồi như vậy thì cái phần mà cái công thức tổng quát áp dụng cho cái trường hợp mà một vật tham gia đồng thời vào hai cái chuyển động, thì nó là công thức của nó là V13 bằng V12 cộng cho V23. Thì trong cái thí dụ này nó cũng làm cho các em sáng tỏ được công thức rồi. Thì thầy sẽ dừng cái bài giảng tại đây. Và cái phần tiếp theo đó thì thầy sẽ khai thác tất cả các cái tình huống phức tạp hơn trong vấn đề cộng vận tốc. Thầy chào các em nha.